dây an toàn của mày đâu? Đợi vào anh. Cắm vô. Ok bạn. Đấy, hết kêu. Rút lại nhà anh luôn nhá. Đây được Ngô Quyền này. Ok. Đi lại nhà anh đi. Tôi dân trong sơn anh phải nói. Im mẹ mồm đi. Nói. Giờ hôm nay nó là ít nữa cũng phong cách sắp tới hay bọn nó. Đây à? Rồi cái chỗ đóng gạch cơ. Đây đóng gạch. Đây. Đóng gạch. Đây đây đây. Cái đổ đấy gì? Gạch đâu? Gạch nhà Bắc Lan, nhà Bắc Lan xây nhà. Đổ đấy. Ok. Rồi. Xuống thôi. Rồi xuống. Về nhà. Ừ. Đi về. Về đến nhà. Chơi gì đây? Đang chơi giờ bếp. Này chơi gì, nó ăn các thứ gì à? Con và mấy thằng trong thấy bố về. À, bố về rồi đó. Nhưng mà bố không có quà gì đâu, bố đi sớm về sớm không có quà gì đâu. À, anh ăn bún xịt chưa? Ăn được, ăn đấy à. À, áo có hình dung mít với ca ca. Chơi gì đây? Chơi nó ăn chơi đây. Ôi trời em mụn này. Ở đứa người ta hỏi cho ăn muốn sâu chia. Sâu chia. Ê, muốn con sâu á, con sâu. Sâu chia. Ừ, con sâu chia. Dạ, đấy cái con sâu đang ở chơi ở trong cây kia chia đó, xong rồi người ta bắt ra rồi người ta nấu lên cho ăn. Nhưng mà có ngon không? Hả? Ngon. Ăn mấy cuộn rồi không dám ăn nữa. Lạ. Sợ quá đi. Chị chưa chị chưa chị chưa chị. Lúc nãy em vừa nấu thịt với hạt cho rồi ăn hết rồi. Ăn hết phải luôn. Ăn hết phải luôn. Đó. Anh phải đi qua cái con sông. Đi đò đó qua con sông. Tại vì đường đi ô tô bị tắc rồi. Nên bị sạt lở rồi nên phải đi qua đò qua một con sông. Chơi gì nấu gì cho bố nào? Còn nấu cái gì cho bố? Nói như anh thì anh Ngọc. Hả? Nếu mà vậy thì xe để đâu? Xe để cái chỗ con sông luôn, để trên bờ. Còn lại là đồ là phải chuyển qua đấy. Đồ đi đi xe máy, đi xe máy qua. Chị ăn. Giờ để cho bố ăn đi. Ơi, người đâu? Bố ăn nha. Nguồn. Bạn ăn gì? Ăn trứng à? Có gì đâu? Nguồn. Ra đây gì cho anh? Ăn. Đi ăn gì nè? Một cơm muốn bé thôi. Đấy, bé đúng không? Một bé mà. Hả? Bé không? Bố chỉ quay riêng sao thôi. Quay riêng cho con Minh xem đi. Tao xem có con Minh với con ca ca. Hẳn lưng ha, lưng của bố à. Con ca. Lưng bố nè, áo nè. Đây là Minh. Cái gì? Món gì đây? Mồi lẩu. Bánh bao quá. Bánh bao mồi lẩu. Mồi lẩu bánh bao. Đây là bánh bao. Đây là bánh bao. Rồi, ăn xong rồi. Thôi, để cho bố nghỉ tí thì bố đi tắm nữa. Rồi đi về mệt thì ngay ra lấy nước cho bố uống. Anh có uống cái sữa ngô không? Không. Thế thì lấy cho bố một cốc nước lọc nha. Được luôn hả?
ấy là mua đứng được luôn. Đây bố. Một cái đằng là bế này, đằng là bố bế này. Một đằng loài loài đấy. Mai Diễm phải đi học rồi. Ai buộc tóc luôn đây, ai buộc tóc là hay thế này. Mẹ. Mẹ mẹ buộc nhưng mà buộc từ sáng rồi. Dạ dạ. Để từ sáng. Đông gì? Đông con trâu. Con trâu á? Con sâu. Sâu. Con sâu á? À đúng con sâu nó bò. Đúng con sâu. Nay khỏe rồi đấy, cười cả ngày. Còn mũi thì quá. Bố nhắc lại gì bố? Mày thích bố bé. Ừ, mày thích bố bé. Cái gì? Cái gì? Đồ chơi để nghỉ nào cũng muộn rồi đấy. 10 dưới 11 giờ rồi. Đêm rồi. Còn nếm. Còn nếm không? Nếm không? Nhưng mà ướt lắm, mệt lắm. Rồi em bốn đây để bốn người tắm. Con Quỳnh ơi. Ô. Cắt chắc rồi này. Trời rất thì bỏ. Bỏ lên cao đi để ngày mai mẹ giặt rồi để phơi. Phơi để khâu này. Xì nhỉ? Dọn hết đồ chơi đi rồi bố để bố đi tắm. Đi đi. Dọn hết đồ chơi để sớm đi ngủ. Thôi khở Quỳnh bé, khở cái tóc ra để đi ngủ nhá. Thôi Quỳnh ơi, khở con khở cái tóc ra cho em cái. Ừ, lại còn bố khở cho nữa. Cắn đi, cắn đi. Bố Ngọc khở tóc kìa. Nhưng mà tay bố bẩn rồi. Để chị Quỳnh khở cho. Khở đi. Ngồi xuống chị khở tóc cho bé. Ngọc buồn. Ngọc im. Ngồi lên. Vậy. Buồn cả ngày càng nặng nha. Ngọc im rồi. Ngọc cái thẻ rồi. Bây giờ là được mấy tháng nhỉ? Thế tức là được 5 tháng. Thế là 5 tháng. Tầm khoảng 5 tháng nữa là Môn có thể là đi gặp bạn trai. Bạn trai nào thì ai bố sẽ tìm bạn trai như Môn. Khởi tóc ra cho em đi Quỳnh. Tóc rối đây này, khởi tóc ra đi nào. Tối ngủ khởi tóc ra cho đỡ đau đầu. Nhưng mà tóc của con bé. Bố đi tắm đây. Mấy đứa khởi tóc ra đi. Bố đi tắm đây. Thay quần áo. Rồi, tắm đi.